Eslo Mini 5 lại về các bạn nhé, nhỏ gọn này. Đấy, cái dòng Mini 5 này bây giờ nó rẻ bằng một nửa so với cả Mini 6. Đây là cái dòng mà có thể nói là cực kỳ là hợp lý, dòng Mini cấu hình cao nhất mà nó có cái giá phù hợp nhất nhé các bạn nhé. Nó chỉ loanh quanh 4 củ thôi. Đấy, hàng cực kỳ đẹp luôn, zin Âu các bạn nhé. Đấy, Mini 5 này. Đấy. Nếu mà để các bạn phải bỏ tiền ra mua một chiếc Mini mà muốn cấu hình cao chút ấy, thì nếu mà các bạn muốn lên dòng viền vuông như Mini 6 ấy, thì các bạn sẽ phải có cái tài chính là gấp đôi con này. Đấy, gấp đôi trở lên đấy nhá. Đấy, gấp đôi trở lên hoặc là hơn gấp đôi tiền. Đấy, cho nên là chúng ta có thể cân nhắc với cái mức tiền và mức nhu cầu sử dụng, thì là mình cho rằng cái Mini 5 này nó là cái con này chơi game cực kỳ led luôn, và nó lại có cái giá cực kỳ là hợp lý, mà nó mỏng nhá, nó mỏng rất nhỏ gọn, anh em thả vào ví đi đâu cũng được. Màn hình của nó 7.9 inch. Đấy, nó rẻ bằng một nửa Mini 6, thì anh em có thể cân nhắc liên hệ mình nhá. Về hiếm lắm mới được một lô này, có lúc chục cây thôi, mời anh em lên đơn nhá, sẵn trên tay luôn, ship siêu về toàn quốc. Lê Mạnh là chuyên iPad. Đấy, các bạn nhá, nóng vài trăm cây nhưng mà mình chỉ làm hàng chất các bạn nhá.